Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 5 tháng 9 năm 2021 về việc nhiều người đến hạn tiêm liều 2 vaccine COVID-19 của Moderna. Song thành phố đã hết loại vaccine này trong khi chương trình tiêm chủng mở rộng không còn dự trữ trong kho. Bố mẹ của anh Minh Chí, ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đều trên 70 tuổi. Cách đây hơn 4 tuần, họ được tiêm vaccine Moderna ở phường. Đến ngày 31 tháng 8, anh Chí liên hệ phường để hỏi về việc tiêm liều 2 cho bố mẹ. Được trả lời chưa có vaccine nên gia đình cần đợi thêm. Đầu tháng 9, anh đưa bố mẹ đi khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh do nơi này triển khai tiêm vaccine cho bệnh nhân trên 65 tuổi khi tái khám. Sau khi khám bệnh xong, ông bà đăng ký tiêm vaccine thì nhân viên bệnh viện trả lời vaccine Moderna còn số lượng ít. Phải để dành cho những người đã tiêm mũi 1 tại đây, anh Chí nói, bố anh Chí là bác sĩ về hưu. Được người quen liên hệ một số bệnh viện để tìm vaccine Moderna tiêm liều 2 xong cũng chưa có câu trả lời. Tương tự, chị Hương Chi, ngụ phường 13 quận Tân Bình, trong tuần này cũng nhiều lần liên hệ phường để hỏi về việc tiêm vaccine Moderna liều 2 cho bố mẹ. Nhưng đều được trả lời chưa biết khi nào có vaccine. Số vaccine phường được phân bổ hồi tháng 7 đã tiêm hết cho người trên 65 tuổi của địa phương. Hiện, bố mẹ chồng và bố mẹ ruột của chị đều tiêm vaccine Moderna được hơn 5 tuần theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Những người đã tiêm liều 1 của loại vaccine nào thì tốt nhất tiêm liều 2 bằng vaccine cùng loại. Người đã tiêm vaccine Sinopharm, Pfizer, Moderna được chỉ định tiêm 2 mũi cùng loại. Trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, nếu đã tiêm liều 1 là vaccine AstraZeneca thì có thể tiêm trộn liều 2 là vaccine Pfizer, như vậy. Những người đã tiêm 1 liều vaccine Moderna buộc phải đợi đến khi có vaccine cùng loại để được tiêm liều 2. Không được tiêm trộn vaccine. Về vấn đề một số người đã đến thời hạn tiêm vaccine Moderna liều 2 nhưng chưa được tiêm. Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, HCDC, tại họp báo hôm 4 tháng 9 cho biết tất cả vaccine Moderna tại thành phố đều do Bộ Y tế cấp. HCDC được giao nhiệm vụ tiếp nhận và cấp phát cho các địa phương, cho tới giờ thành phố chưa nhận được vaccine Moderna cho đợt tiêm liều 2. Bác sĩ Tâm cho biết theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, trưởng Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết trước đó, Bộ Y tế đã hướng dẫn các địa phương dự trữ một nửa số vaccine Moderna được phân bổ để trả liều 2. Nguyên nhân là Việt Nam chưa chủ động mua được vaccine Moderna, phải phụ thuộc vào nguồn viện trợ. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm chủng của Việt Nam còn thấp, Bộ Y tế đã phân bổ hết số vaccine nhận được cho các địa phương để cố gắng bao phủ tiêm chủng càng nhanh càng tốt nên không dự trữ vaccine Moderna trong kho để hỗ trợ. Nhiều địa phương đã tung vaccine tăng cường tiêm liều 1 nên hiện hết vaccine để trả liều 2. Đều phải đợi cho đến khi có vaccine viện trợ để tiêm trả liều cho người dân, bà Hồng cho biết. Đến nay, Việt Nam đã nhận được 5 triệu liều vaccine Moderna chia thành 2 đợt do chính phủ Mỹ tặng. Và hơn 40.000 liều do chính phủ Cộng hòa Séc tặng đều đã được phân bổ đến các địa phương để triển khai tiêm chủng. Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm cho biết ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đang tính những giải pháp thay thế để tiêm liều 2 vaccine COVID-19 cho người dân. Dựa trên nguyên tắc khoa học cũng như phù hợp với yếu tố chuyên môn, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hiền Minh, đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiệu quả tiêm chủng không giảm mặc dù liều 2 được tiêm chậm hơn so với khuyến cáo của nhà sản xuất. Người đã tiêm 1 liều vaccine cũng không cần tiêm lại từ đầu nếu chậm tiêm liều 2 vaccine. Tính đến hết ngày 3 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm 6.321.049 liều vaccine. Trong đó, người đã tiêm liều 1 là hơn 5,9 triệu người, liều 2 là 397.986, số người được tiêm trên 65 tuổi. Người có bệnh nền là 691.358. Tại họp báo cuối tháng 8, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam cho biết kế hoạch tiêm liều 2 đã lồng vào kế hoạch tiêm liều 1. Theo thời hạn và khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó, người tiêm vaccine AstraZeneca sẽ nhận liều 2 sau 8 đến 12 tuần theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nhưng theo đánh giá, thời điểm tiêm liều 2 sau 12 tuần, vaccine mới tạo hiệu quả và kháng thể cao nhất. Do đó, người được tiêm vaccine AstraZeneca vào đợt 4 từ ngày 21 tháng 6 sẽ tiếp tục tiêm liều 2 vào giữa tháng 9. Tương tự, liều 2 của vaccine Pfizer được hướng dẫn tiêm sau liều 1 3 đến 4 tuần, Moderna là 4 tuần và Verocell là 4 tuần. Hiện, thành phố đã tiêm vaccine Verocell hơn 885.000 liều, một tốc độ tiêm đạt yêu cầu. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sử dụng khoảng 6,7 triệu liều vaccine để tiêm nhắc liều 2 cho người dân trong 4 tháng 5 năm 2021. Chia làm 4 đợt, trong đó từ ngày 1 tháng 9 đến 15 tháng 9, thành phố triển khai tiêm cho 703.641 người đã tiêm 1 liều vaccine AstraZeneca từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7, 8 đến 12 tuần. 446.118 người đã 1 liều vaccine Moderna từ 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8, 4 tuần. 24.913 tiêm liều 1 vaccine Pfizer từ 11 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, 3 tuần. 859.171 người tiêm liều 1 vaccine Verocell từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, 3 đến 4 tuần. Dưới là một số ý kiến của bạn đọc đã bình luận về sự việc trên, thì vì mục tiêu ban đầu là mở rộng phổ tiêm chủng nên tiêm hết cho MN liều 1 rồi. Nên phải đợi liều 2 thôi. Ví dụ với 2 người, mỗi người có 1 liều, vẫn tốt hơn một người có 2 liều còn người kia không có liều nào. Đợt trích Moderna toàn những người trên 65 tuổi, mong rằng có vaccine kịp thời để trích liều 2.
Mình 54 tuổi có bệnh nền, bác sĩ đã sàng lọc và nói lên bệnh viện mới tiêm được mà chờ từ hôm 22 tháng 7 đến nay không thấy ai gọi hoặc nhắn tin đi tiêm. Giờ làm sao lên bệnh viện tiêm được, lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.